Rồi nay số này là số trúng độc đắc không nha. À, nay độc đắc về chợ Phước Bình nha bà cô chú anh chị ơi. Nay độc đắc về chợ Phước Bình nha, ghé vô nha. Chị bánh bột lọc 2 tờ nè. Bánh bò 2 tờ nè. Bánh bột lọc mua rồi. Mua rồi hả? Rồi. Rồi độc đắc nay về chợ Phước Bình nha bà con, quẹo lửa nha, quẹo lửa. Rồi số mấy đọc đi rồi vào luôn cho 6336. 6336 có mạnh. Hôm qua phải không chị? Máy 63 hả? Vĩnh Long. Vĩnh Long. Vĩnh Long hôm qua đâu ta? Rồi 6336 nhưng không có rồi. Dạ để coi rồi thua rồi, 73. 73 73 2 lô luôn. 55 mà. Rồi đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Có, có. Rồi đưa, đưa chị luôn đi, chặt lại. Rồi hân hạnh giới thiệu với mấy mấy bà con, cô bác, anh chị là ngày mai là độc đắc về chợ Phước Bình nha. Bữa nay ngày mai. Bữa nay nè, bữa nay độc đắc về, ngày mai là chiều nay là độc đắc luôn nè. Rồi độc đắc về chợ Phước Bình nè, mại vô nè bà con ơi. Đó, nay toàn là số đẹp không nha. Rồi có mua là có hy vọng. Không nè, trả chị nè, đặt lắc rồi. Rồi 31. Rồi độc đắc về chợ Phước Bình. Rồi quẹo lửa, quẹo lửa. Nay số đẹp không nha. Bình nè chị, làm tờ đi. Nè nè, thiệt. Độc đắc bữa nay về chợ Phước Bình nè, làm tờ đi. Lẹ lên. Rồi. Rồi nó có khó mua nó thời tới đã rồi. Dạ, độc đắc nha bà cô chú anh chị ơi. Nè độc đắc về chợ Phước Bình nha. Đó, trong này là hai đài là đều có hai con số độc đắc nằm trong này hết nha. Một, à, một số là một đài. Một số là một đài. Đó, là giờ hên xui ông bà cô chú anh chị mình hên xui thôi. Rồi độc đắc về chợ Phước Bình nè, quẹo lửa nha. Đây chỗ đài nào nha? Dạ bữa nay đài à, Long An. Dạ lấy cô một số mấy? Có đâu nữa. Dạ. Rồi bữa nay độc đắc về chợ luôn, về chợ Phước Bình luôn. Rồi ông trời cảm động quá, mưa to luôn nha. Rồi ông trời cảm động mưa lớn luôn. Rồi, đưa tiền nó con cua rồi. Dạ. Thì làm sao? Không có tờ. Rồi đó, không có tờ dưới 100.000 con cua luôn. Mới bán được mấy tờ. Dạ. Thôi cái nó hết trơn à. Chị có đổi cho ảnh trăm chị. Đổi gì? Đổi 100. Mới mua 1 tờ. Mua 1 tờ. Cô. 50 được mẹ. Không được luôn đừng nói. Rồi rồi anh bánh bò đổi cho 50 đi. Đổi đổi cho anh. Ừ. Ờ đổi đi. Đổi. Nói đổi, nè đổi tận 100 rồi nè. Còn có anh mà không có luôn. Đổi cho tao cho mẹ thôi nè. Rồi. Rồi độc đắc về chợ Phước Bình nè, bữa nay trời mưa nha. À 54 35 hân hạnh giới thiệu với bà cô chú mình luôn. Đó. 72 11 80 29 64 96 58 86 35. À là đó là đài Long An nha, chuyển qua đài thành phố. 68 17 90 33 84 76 01 25. Đó đố ông bà cô chú anh chị mình chỉ cái tờ nào độc đắc á. Đó. Đó, 86, 35, 54, đó, đố ông bà cô chú anh chị mình tờ nào độc đắc. Đó. Chỉ đi. Chỉ đi, đó, có độc đắc đó, chỉ đi. Chỉ cái mùa hết rồi. Dạ.
là một... Rồi bảo đảm nay độc đắc về chợ Phước Bình à. Ông bà cô chú mình ghé vô là sẽ là ngày mai là đi lãnh tiền. Đó độc đắc. Dạ má lấy mấy tờ? Dạ con đố má là tờ nào chúng độc đắc. À, có bà đó hơn. Dạ. Bà đó sợ bà giúp xin. Rồi độc đắc về chợ Phước Bình. Đó đố em bóc trúng đó bánh bò. Đó em làm một tờ một cặp đi. Một cặp hai tờ đi. Bảo đảm độc đắc về chợ Phước Bình. Đó, không có luôn. Dạ. Rồi độc đắc về chợ Phước Bình nè, mãi vô mãi vô. Đó. Không cần phải suy nghĩ, nhắm là bóc thôi, hên xui. Đó. Ừ. Rồi, đó, đúng luôn. Rồi, hên quá, em ấy đã nhận được 4 tỷ. À, 17, dạ đúng rồi. Không, 17, em nói trước luôn mà hả? Em nói trước luôn là 4 tỷ. Dạ, báo trước luôn là em ấy đã nhận được 4 tỷ, quá hên. 17 độc đắc, 17 độc đắc nha bà con. 17. Rồi, con số độc đắc sẽ về. Đó, 17 ai ghé lấy 17 nữa nè. Đó. Là giải 2 tỷ. Rồi dạ, bán hết giải 2 tỷ em sẽ đọc giải 30 triệu. Thế vậy. Rồi, độc đắc chiều nay sẽ về chợ Phước Bình, bà con có bác mình mãi vô, mãi vô. Rồi, có mua là có lãnh tiền nha. Đó, độc đắc chiều nay sẽ về chợ Phước Bình. Rồi, em sẽ nhìn nay là thằng tài sẽ đến với người đó luôn. Đó. 68 không? Rồi, con số độc đắc chiều nay sẽ về. À. Dạ, tháng 10 là tháng của ông trời. Rồi, độc đắc về chợ Phước Bình, độc đắc về chợ Phước Bình nha. Mãi vô, mãi vô. Rồi, ai muốn đổi đời quẹo đây nha, ai muốn đổi đời quẹo đây nha. Rồi, ai đổi đời sẽ quẹo đây luôn nè. Rồi, ai muốn đổi đời quẹo vô, đổi đời quẹo vô. Rồi, độc đắc sẽ về chợ Phước Bình. Chị ơi, giúp hai tờ luôn. Rồi, lấy cho chị hai tờ luôn. Đó, độc đắc dạ. 200 lấy 2. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Được 200 ngàn đồng. Dạ, hên quá, chị lì xì 200. Không một luôn. Không một hả? Rồi, độc đắc. Cảm ơn tại số. Dạ. Dạ. Nhóm người cho không lấy, nhóm người cứ mình tặng tài tờ đó. Dạ. Thôi dạ. Mình cũng không có lợi. Dạ có quay trở lại. Không đeo cũng chỉ trơn kìa. Đã giàu lắm á. Dạ giàu lắm á. Dạ không không mua. Dạ. Đừng ông đừng bò tao tao tàu của cái mỏ rồi. Dạ. Nhìn không mua mà cùng cái bún lắm. Kêu ông lại cho. Thấy hả không mua mà. Có mà phải chơi số đó mà không mua. Bắt vô bắt vô. Rồi, độc đắc về chợ Phước Bình nha. Không phải đâu, coi làm hai cái tiệm gì biết nhiêu á. Ông hai cho cái tiệm. Không mua là mấy người mà đeo đồ có gì không có, không có đó. Đúng rồi, mấy đeo người. Đeo đồ hàng vậy dạ. Đó. Không, không có gì hết á. Không cho đừng ngăn, không dạ. Có đừng nói. Bởi em nói với chị với anh đó, mấy người đi xe đạp cái ta sợp lắm. À, như cô nè, bà kéo cái giỏ này đi và cho bà sợp lắm. Dạ. Đừng nói đi hát dạ. Xe xịn đeo vàng. Dạ, chứ đừng có nói đi xe xịn mà đeo vàng nhiều không, không, không. Dạ, không có sợ. Mấy người mà không có dễ gì mà chị lắm á. Rồi anh sẽ mang độc đắc về chợ Phước Bình ngày hôm nay nha. Rồi cô bác anh chị mình ghé giúp anh luôn nè. À. Rồi đổi đời quẹo vô, đổi đời quẹo vô. Bữa nay mưa quá nha. Đổi đời quẹo vô, đổi đời quẹo vô. Wow, trời mưa quá bà cô chú anh chị ơi. Rồi anh sẽ mang tài lộc nay tới cho chợ Phước Bình nè. Rồi đổi đời thì quẹo vô đây. Ngày nay là độc đắc về chợ Phước Bình nha. Rồi đổi đời quẹo vô, đổi đời quẹo vô. Cho tôi ra đi đi rồi cô đi về đi rồi mai lên đây lãnh tiền nha. Dạ đó thằng em đó mua hai tờ, thằng đó trúng độc đắc, chị này sẽ trúng có 100 ngàn thôi. 20 ngàn
Tôi mua 52 hết rồi, 52 là hết rồi. Không có hàng số nào hả? Dạ. Rồi, đổ đời quẹo vô, đổ đời quẹo vô. Dạ, Độc Đắc về chợ Phước Bình, đổ đời quẹo vô, đổ đời quẹo vô. Dạ, quanh cua, lựa quẹo. Đó, những con số này là những con số chiều nay trúng nha. Cô, dọn đây nè cô. Rồi, đổ đời quẹo qua nha. Độc Đắc về. Út ơi, Độc Đắc về Út ơi. Con mấy vị ra. Cái từng rồi cái cô đó là đây nè, cho tôi từng rồi á. Dạ. Nó cho số điện thoại phòng trọ đó, cái cổ đem tới chỗ. À, đem tới nhà cho anh luôn. Dạ. Rồi, mở cái thùng ra cắm vô luôn. Ờ, ngon quá ha, chưa chạy hả anh? Chưa. Dạ. Mới là sạc rồi. Dạ. À, có nó cho sạc 5 tiếng rồi. Dạ. Ngon quá. Có ngon sợ luôn. Dạ. Nhiều người ta làm phước á. Dạ. Cũng ngồi tại đây nè. Mô con trả tiền biết á. Đó họ gì lắm. Dạ. Ồ, bà giàu quá. Con bà mua đồ của tàu lắm. Dạ. Bà đạt bánh tàu lần mấy triệu tết á. Dạ. Cho công ty công nhân ăn á. À, hôm nay là anh mang tài lộc tới chợ Phước Bình nha. Cái video này đến đây mình xin kết thúc nha. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị mình video tiếp theo nha. À, xin chào. Xin chào, dạ, bye bye.